Gì? Hay đăng những ta Tết buồn thúi ruột á. Buồn thúi ruột mà à. Mà nhiều khi mà bất mãn mà cảm thấy mà bi quan. Bi quan cuộc đời luôn á. Trời ơi, ai cũng suy nghĩ chắc ông Hoàng Mèo là ông tệ lắm. Đúng rồi, chẳng hạn như về xong rồi anh làm mệt về thì bà cũng đi làm mà anh cũng đi làm mà. Xong nằm về anh nằm phè ra anh hồi ngủ. Anh ngủ. Mà bà vừa lo con. Vừa lo con. Bà vừa công việc. Công việc. Nhiều khi lo con công việc mà không được làm cái nghề yêu thích mình đi diễn nữa đúng thì không? Đó. Nhà bà lo bà bị stress. Rồi bà thấy là anh đi làm được rồi bà ít đi làm. Tuổi thân. Tuổi thân xong rồi bà. Mà bà là cái bà yêu nghề nữa chứ. Bà yêu nghề xong rồi bà còn rầy anh nữa. Bà rầy sao anh ơi, có nhớ cái trận nào mà lớn mà tao nói tan bành xẻ nghé đúng không? Vợ anh á là rầy là không có rầy, không có la ôm sợm tội gì hết, nhắn tin. Cái tin nhắn nào mà anh cảm thấy anh sợ nhất? Nếu không được đến được với nhau thì thôi mình giải thoát cho nhau đi, đừng làm khổ nhau nữa. Kinh khủng không em? Kinh khủng. Không có chữ giải thoát của bà em thấy nhiều lắm. Đó đó. Nhiều khi bà đăng muốn giải thoát. Muốn giải thoát mà muốn mang đen đó. Mang hình màu đen. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Đó. Tại sao tôi lại không được giống người này người kia dạng vậy đó. Tại cứ mà không có nói đích thị là anh. Nhưng mà anh có cảm giác là anh đó. Ai cũng có cảm giác là anh. Đúng rồi. Cứ nhưng mà nói bất cứ chuyện gì ra là anh vô nhắn tin. Ủa mẹ nói gì vậy mẹ? Thì tôi nói vậy đó, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Tật xấu nằm ở chỗ anh không à. Anh là vừa ở dơ nè, vừa làm biến. Chủ đi ra đường, anh với bà đi chơi chung với nhau. Xong cái anh thấy cái chỗ này đẹp quá, chỗ này hay quá. Trời ơi em, chỗ này đẹp quá em ơi. Nó biết rồi. Ok. Xong cái ngồi nữa vô quán cà phê ngồi cái nó. Em nhớ cái chỗ nãy anh nói đẹp quá không em? Chỗ đó ít bữa nữa mình lại nha. Ủa chỗ nào vậy? Sao tôi không nhớ gì hết trơn vậy? Là hay quên đúng không? Hay quên. Anh hỏi cái kêu đẹp lắm mà lại quên. Rồi nhà con cái rồi một mình chỉ giữ hả? Anh có giữ phụ không? Có, bây giờ anh có giữ phụ. Thì họ là đưa đi học hay sao? Thì những công việc đó hồi trước là. Dạ con chào thầy. Thầy ơi, con là thầy. Ê, đi đâu? Tự nhiên chào thầy. Sợ anh cái gì anh? Ủa trời, nay anh qua đây làm lao công hả anh Hoàng Mèo? Có, thì vô đây anh chờ thầy anh làm công chuyện. Xong rồi anh ở không, anh không có chuyện gì làm hết. Để lao này sạch bóng rồi, giờ anh chuyển qua anh lao cái này. Ủa là ngày hôm nay anh tới đây anh học nấu ăn luôn hả? Học nấu ăn cưng ơi, chứ khổ. Ủa, quá em nghe nói là anh mới mở nhà hàng rồi bị đó đóng cửa rồi phải không? Mở nhà hàng hồi nào? Phải không ta? Ai đóng cửa ta? Ai đóng cửa gì? Mà nấu quán nhậu là ai mở? Anh mở. Thì đó. Đóng em cửa thì... đúng không? Nấu ăn dở nè. Người ta là cái quán đâu, em kêu nhà hàng. Ờ mà sao vụ đó sao đóng cửa kệ em nghe coi. Có nấu ăn dở không ơi, ngày hôm nay ông tới đây không? Ông nấu đồ ăn ngon. Ngon mà tại sao đóng cửa? Tại vì không ai quản lý hết. Vậy hả? Anh sợ tiền sẽ chui vào túi người khác à. Cho nên anh phải nghĩ thôi. Người khác không ai khác chính là bà vợ của anh. Không. Không à, không à. Bà thì bà gom hết. Ở nhà ai là người giữ tiền? Tại sao em lại hỏi những cái câu mà nó em biết câu trả lời rồi mà em sao lại hỏi anh? Vậy là chị Trâm giữ tiền. Nghe đó. Anh sẵn ngày hôm nay em tham gia chương trình thám tử hôn nhân. Có nghĩa là em sẽ lân la vô những cuộc hôn nhân bên ngoài tưởng chừng như là hạnh phúc, nhưng bên trong không. Bên trong ta nói là bẫy bày. Mà bẫy nhây. Đúng rồi, hiện tại em đang kiếm khách mời. Bây giờ khó quá à. Thôi sẵn gặp anh ở đây. Vậy ngày hôm nay anh là khách mời của em được không? Trời ơi, em làm gì? Em nói là bấy nhầy, nhưng mà anh đâu có bấy nhầy đâu. Vậy đâu, em thấy chị Trâm hay đăng sa tết đồ buồn đồ này nọ hoài. Cái đó cái gu. Nữ hoàng sa tết buồn. Đúng rồi. Cứ một tiếng sa tết, một tiếng sa tết. Một tiếng là sẽ có những cái hình ảnh và gọi là ông chồng yêu thương bà vợ. Những cái hình ảnh là ông chồng yêu thương con. Những hình ảnh là dắt vợ đi chơi. Dạng vậy đó. Mà cái hình ảnh đó không phải của anh. Không phải của anh. Mà bị tâm bệnh rồi. Tâm bệnh. Nhưng mà kêu đi chơi thì không đi chơi. Không đi chơi, ở nhà. Ở nhà rú rú rồi bị stress. À đó, ở nhà để làm gì? Ở nhà để lo kinh doanh một cái quán. Tại giờ bà mở quán nữa rồi. Anh sợ là khi bà lo chuyện cái quán quá rồi không ai nấu ăn cho anh. Mà thật sự từ bữa giờ không được ăn món gì từ lúc mà có đứa con thứ hai. Anh không được ăn mà bụng anh bự vậy? Không có, thì anh ăn ở ngoài chứ mới bự. Anh hơi nọng nhiều nha anh. Em mèo. Nói vậy. Nhưng mà nhiều đâu rồi. Anh không còn cái cổ nữa. Trời anh đi quay, tại sao anh không đem cái cổ theo? Nhà mộng nặng. Anh cho em hỏi là ở nhà chị Trâm thích ăn món gì nhất? À, chị Trâm thích ăn món heo quay cải chua. Canh thì chị Trâm thích canh gì? Thật sự đó, bà ít ăn canh lắm, bà chỉ thích món đó thôi. Vậy đó hả? Bây giờ anh nấu canh chua là bà chịu ăn không?
ăn chứ. Ăn chứ đúng không? Thì bây giờ mình mời thầy ra nha, để thầy dạy mình. Em cũng định học nấu cà chua luôn hả? Dạ, học cà chua cho vợ em ăn. Chương trình này là bây giờ là phải có hai người. Bây giờ hai em người. Tìm được một mình anh rồi. Bây giờ kiếm thêm một người giùm em được không? Thì bây giờ kiếm một người nào đó đi. Em thích người nào em gọi người đó. Trong showbiz của mình ai mà đã có vợ ta mà bị vợ ăn hiếp đàn áp ta? Anh thấy nhiều lắm rồi. Nhiều lắm rồi, hình như ai cũng bị đúng không? Ai cũng bị, hình như em cũng có. Có không? Em cũng có luôn. Thôi bây giờ em lấy trong cái danh sách của em nha. Em vô cái danh bạ. Em cứ quẹt. Em nhắm mắt em chấm em một ai à. Đúng rồi ha. 1, 2, 3. Vô danh bạ nè. Đó, rồi quẹt. Hey! Ra rồi. Để đi díu liền. Ai vậy? Ai dạ. Ê chùm nha. Chùm hả? Chùm sợ vợ luôn chùm nha. Chùm sợ vợ luôn hả? Nhót lắm nha. Nhót luôn hả? Đó. Ghê thiệt. Trời ơi. Trời ơi, đây. Trời ơi. Đây. Ủa anh. Trời ơi, tóc tai còn đâu nữa mà hớt chi cực vậy anh? Anh còn tóc hả? Còn mớ nào là được mớ đó chứ. Trời ơi, ông đẩy kìa, ông đẩy ba giá hay đẩy gì anh? Không có, hớt ở sau đuôi nè. Hớt sau đuôi. Ở sau đuôi hả? Anh ơi, chương trình này Lâm nói là chương trình là dành cho những người sợ vợ. Và em thấy là anh là cũng chùm sợ vợ giống em. Ở nhà anh có sợ vợ không Thanh? À, sợ cũng được thôi. Không biết sao mà... Nó kêu anh làm gì anh làm hết kìa. Nó kêu anh làm gì? Cái chấm chấm nữa nè. Dạ. Dạ anh ơi, thường thường là anh kiếm tiền này nọ về có đưa chị không? Đưa hết em ơi. Dạ. Chỉ được nhìn tiền thôi chứ không có lấy được tầm nào hết á. Vậy bây giờ anh rảnh không? Đó, mình tạo điều kiện công ăn việc làm cho nhau nè. Mình qua mình gặp nhau, mình tham gia chương trình cái. Thứ nhất là có thể chia sẻ những kinh nghiệm. Thứ hai là có thể đem ít tiền về cho vợ. Anh đồng ý với em nha. Rồi, rồi, đồng ý. Rồi, vậy anh chạy qua địa chỉ, em nhắn tin cho anh cái cạch. Anh chạy, anh hớt tóc xong anh tắm rửa, anh chạy qua liền giùm em nha. Thôi, thôi, khỏi tắm nha. Vừa hớt xong. Tắm, hớt tóc, ta hớt kỹ lắm. Đúng rồi, hớt tóc xong. Có cạo râu không ạ? Không, không, râu để yên. Râu để yên. Cạo râu là đuổi ra khỏi nhà luôn. Giờ anh tranh thủ hớt xong, anh chạy u đây giùm em nha. Rồi, rồi, qua liền, qua liền. Rồi, em cảm ơn anh. Ok, ok. Hay không? Trời ơi, tự nhiên cái. Bây giờ trong lúc mà chờ anh Tâm Thanh, bây giờ mình mời ông thầy ra để dạy mình những món ăn thật là ngon để mình về mình nấu cho vợ mình ăn hanh mèo ha. Thì. Dạ. Chúng em mời thầy ra. Dạ mời thầy. Khi thầy viết bạn bụi phấn rơi rơi có hà dạ, nào chào thầy. Nào. Chào lắm. Dạ em chào thầy ạ. Dạ. Thầy giới thiệu bản thân mình giùm em ạ. Dạ. Tôi là thầy Phùng, hiện đang dạy tại trường ẩm thực Ad Bay. Dạ thầy có kinh nghiệm được bao nhiêu năm trong nghề nấu ăn này rồi thầy? Chúng mình làm nghề bếp này cũng gần 20 năm. 20 năm, lâu à. Chung là ngày xưa thì làm tất cả các món, nhưng mà giờ thì chuyên dạy về món Việt. Có một món nào mà anh có thể giúp cho em với anh Mèo mà về cho gia đình xíu á, nấu này mà nó về cơ bản á. Hôm nay sẽ dạy cho hai ông bố là nấu một mâm cơm. Mâm cơm miền Nam ha, miền Nam ha. Miền Nam. À, để về đỡ phải bị vợ ức hiếp. Canh chua cá lóc. Canh chua cá lóc. Món này rất là phổ biến ở miền Nam ha. Dạ rồi. Và cá hú kho tộ. Hay quá. Và thêm món rau nữa, đó là rau luộc thập cẩm khô quẹt. Còn gì nữa anh Mèo? C. Thì nguyên liệu trước tiên thì ta sử dụng canh chua trước ha. Dạ. Thì canh chua sẽ có thơm này. Dạ. Đậu bắp này, bạc hà này, me được, cà chua. Rồi cái nguyên liệu chính của nó sẽ có là cá lóc, một con cá lóc. Dạ. Và cái gia vị nó sẽ có kèm theo này. Dạ. Me. Nước mắm. Mắm. Đường. Muối. Bột ngọt, tỏi. Tỏi phi rồi hả thầy? Tỏi phi. Thì giờ hai ông bố sẽ làm món cá kho trước ha. Cá kho. Thì món cá này nó sẽ có mình sử dụng cá hú ha. Dạ cá hú. Anh Mèo kho cá đi em nấu canh chua. Cá dễ hơn đó anh. Cái gì cũng được hết á. Cái gì cũng được nha. Tại anh thanh niên chuyên cần mà. Còn rau luộc là để dành cho ông Tâm Thanh. Chứ không có biết cái gì đâu, giờ luộc rau nó mới dễ thôi. Rồi, thầy chỉ cá kho trước cho thầy. Về cá thì lát 21 để... Lấy cái ra. Cắt lát vừa ăn ha. Cắt lát mỏng mỏng tầm khoảng 2cm thôi. Cắt xong rồi 21 sẽ, cá này 21 sẽ... Được. Trộn sơ qua cái nước sôi.
để cho sơn cá nó bớt cái độ tanh của nó. Dạ rồi. Tóm lại mình rửa cho sạch á. Dạ. Tiếp theo thì hai ông bố sẽ sơ chế cái bằm. Bằm tỏi. Hành tím. À, hành không tím. Tỏi cái này không xài tỏi ha. Dạ. Hành tím bằm và một ít gốc hành bằm. Dạ. Bằm bằm nhỏ ra ha. Dạ. Phi cho thơm và thêm vào một ba trái ớt hiểm. Bằm dập dập ra cho nó có hơi cay cay chút ha. Dạ. Phi tên xong thì ông bố sẽ cho nước vào nêm gia vị. Thì gia vị nó sẽ có thứ nhất là nước mắm, thứ hai là một tí muối, tí hạt nêm, tí bột ngọt. Tí bột ngọt. Và một ít đường. Đường sẽ nhiều hơn ha. Tại vì con tổ miền Nam này nó hơi mặn mặn ngọt ngọt. Và một ít tiêu cho thơm ha. Nước sôi hẳn rồi hai ông bố sẽ cho cá vào. À. Thì nó đỡ bị tanh ha. Mày canh chua hả thầy? Không, cá kho chứ. Chưa xong món hả? Vậy rồi. Hạ lửa liu liu. Thì mình kho liu liu ha. Cho nó kẹo lại hả thầy? Cho nó kẹo lại ha. Ở khi các bạn cho cá, cho gia vị vào trong thì các bạn cho nước màu vô cho hơi vàng nhạt thôi. Yeah. Khi các bạn kho nó sắc lại thì màu nó sẽ đập lên. Ở bên kia canh chua thôi. Rồi canh chua, trước tiên là các bạn cắt cá lóc. Thì các bạn cắt lát mỏng mỏng vừa vừa, cầm khoảng 3cm. Bắt một chảo dầu lên, cho một tí dầu thôi. Các bạn áp chảo hai cái mặt cá để khử đi mùi tanh. Dạ rồi. Không chiên ha, áp chảo sơ thôi. Xong rồi các bạn sẽ dùng một cái tỏi bằm thì tầm khoảng 100g thôi. Và bằm một trái cà chua. Bạn phi cái tỏi cho tí dầu, phi tỏi cho thơm lên. Rồi các bạn cho cái thơm bằm và cà chua bằm nó vào, các bạn xào. Xào lên xong, các bạn cho vào 1.5 lít nước. Các bạn đun sôi lên. Dạ. Tầm khoảng 5 phút. Các bạn vớt mấy cái xác ra. À, xong rồi các bạn mới nêm gia vị vào. Nước cái nước là cái nước, nước này nấu ra. Cái nước mình nấu cái cho ra nước thơm, nước cà cho nó ngon. Yeah. Thì bình thường á thì người ta lại không làm điều đó, nhưng mà mình muốn làm một cái gì đó cho nó lạ, cho ngon hơn cái bình thường. Do vậy thì nó sẽ có nước mắm, đường này đường nhiều ha, muối, hạt nêm, bột ngọt thì các bạn có thể dằn cho nó một ít thôi. Thì trong thời gian các bạn đun cái nước này cho cá chín thì các bạn sẽ sơ chế cái rau này. Yeah. Thơm, cà chua, đậu bắp, bạc hà thì các bạn vứt vỏ rồi mình cũng cắt lát xéo mỏng mỏng. Me có chưa thầy? Hả? Me này mình cho sao? Ai cho sao nữa hả? Còn rau luộc sao thầy? Này khó quá cho con làm rau luộc thôi thầy. Ừ. Chua khó quá cho làm rau luộc được không? Rau luộc à? Nói gì? Rồi vậy ông Tâm Thanh làm gì? Ông kêu Tâm Thanh làm canh chua đi. Em nghĩ là ông bị vợ hiếp, ông biết nấu canh chua đó. Còn rau luộc là để dành cho ông Tâm Thanh. Chứ ông có biết cái gì đâu, giờ luộc rau nó mới dễ thôi. Em thay đổi liên tục. Không mà nó đúng khó luôn anh, này em không nhớ được luôn á. Anh làm nhớ hết luôn á. Vậy anh làm hai món đi. Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Rồi này, rau luộc. Nè, rau luộc khó hơn nha. Giờ có quẹt nè. Dữ vậy. Heo bố sử dụng một ít thịt ba rọi ha. Dạ. Cắt nhỏ nhỏ và dùng một ít hành tím này. Dạ. Và một ít gốc hành này. Dạ. Lập dập làm nhỏ ha. Sau đó dùng một ít dầu ăn. Heo bố phi cái hành tím và cái gốc hành nó cho thơm lên. Cho cái thịt ba chỉ đó vào xào. Xào xong rồi heo bố cho vào một ít nước mắm ha. Xong rồi cho vào đường ha. Rồi tiêu sọ đập dập này nè. Đập dập một ít cho vào. Khô quẹt phải có tiêu sọ nó mới thơm ha. Xong rồi heo bố sẽ cho cái tôm khô cái vào. Đun sôi lên. Điều riêu ha. Và đập 2-3 cái ớt. Ớt hiểm đỏ à, đun khi nào cho nó quẹo kẹo lên màu lại ha. Thì nó sẽ dùng để chấm chấm rau luộc ha. Em thấy bên kia rối rồi đó thầy. Rối chưa? Cảm ơn thầy. Hợp lý rồi đó thầy. Hợp lý rồi thầy. Em thấy bên kia là rối hơn rồi đó thầy. Dạ. Tôi đi làm bên kia thì có gì gọi tôi có hỗ trợ. Dạ cảm ơn thầy. Dạ bye bye thầy. Rồi xin chào ha. Chúc hai ông bố thực hiện tốt ha. Dạ cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Dạ, dạ. Thầy. Em dành món này rồi em dành món kia rồi cuối cùng giờ em muốn làm món nào? Rồi bây giờ anh kho cá nha. Rồi. Em làm chuẩn bị đồ nấu canh chua. Đó. Thôi em ngồi em lột em cắt đồ trước đi. Anh Mèo ở nhà là thường thường ai nấu ăn anh Mèo? Cả hai. Nhưng mà ai là người nấu ăn nhiều hơn? Ngon á. 300 300 hả? Mà mỗi khi ba làm ba có lèm bèm không? Dạ có. Dạ ba mỗi lần ba lèm bèm sao? Tại sao ông không vô phụ tôi mà ông cứ ngồi đó ông coi tivi hoài vậy? À em có thấy biết sao Tết bài này nè. Lúc anh vô comment không? Ờ anh cười thôi. Anh cười hả? Anh cho em hỏi là nhà chị Trâm có tật xấu gì không anh kể cho em nghe. Từ ngày hôm nay hai anh em mình thôi. Hình như là đối với anh á, vợ anh là một mẫu người phụ nữ hoàn hảo. Tất cả mọi thứ trên đời là đều tốt hết. Có điều có một cái đó, như cái mà em nói á. Cái gì? Hay đăng những ta Tết buồn thúi ruột á. Buồn thúi ruột mà nhiều khi mà bất mãn mà cảm thấy mà bi quan. Bi quan cuộc đời luôn á. Trời ai cũng suy nghĩ chắc ông Hoàng Mèo nó giọng tệ lắm. Đúng rồi, chẳng hạn như về xong rồi anh làm mệt về thì bà cũng đi làm mà anh cũng đi làm mà. Xong nằm về anh nằm phè ra anh ngủ. Anh ngủ. Anh mà bà vừa lo con. Vừa lo con. Bà vừa công việc.
công việc. Nhiều khi lo con công việc mà không được làm cái nghề yêu thích mình đi diễn nữa, đúng thì không? Đó. Nhà bà lo bà bị stress. Rồi bà thấy là anh đi làm được rồi bà ít đi làm. Tuổi thân. Tuổi thân xong rồi bà. Mà bà là cái bà yêu nghề nữa chứ. Bà yêu nghề xong rồi bà còn rầy anh nữa. Bà rầy sao? Anh ơi có nhớ cái trận nào mà lớn mà tao nói tan bành xẻ nghé đúng không? Vợ anh á là rầy là không có rầy, không có la ôm sợm tội gì hết, nhắn tin. Cái tin nhắn nào mà anh cảm thấy anh sợ nhất? Nếu không được đến được với nhau thì thôi mình giải thoát cho nhau đi, đừng làm khổ nhau nữa. Kinh khủng không em? Kinh khủng. Không có chữ giải thoát của bà em thấy nhiều lắm. Rồi đó. Nhiều khi bà đang muốn giải thoát. Muốn giải thoát, màu đen thôi. Màu đen đó. Màu đen, màu đen. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Đó, tại sao tôi lại không được giống người này người kia dạng vậy đó. Tại cứ mà không có nói đích thị là anh. Nhưng mà anh có cảm giác là anh đó. Ai cũng có cảm giác là anh. Đúng rồi. Cứ nhưng mà nói bất cứ chuyện gì ra là anh vô nhắn tin. Ủa mẹ nói gì vậy mẹ? Thì tôi nói vậy đó, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Tật xấu nằm ở chỗ anh không à. Anh là vừa ở dơ nè, vừa làm bí. Chủ đi ra đường, anh với bà đi chơi chung với nhau. Xong cái anh thấy cái chỗ này đẹp quá, chỗ này hay quá. Trời ơi em, chỗ này đẹp quá em ơi. Nó biết rồi. Ok ok. Xong cái ngồi nữa vô quán cà phê ngồi cái nó. Em nhớ cái chỗ nãy anh nói đẹp quá không em? Chỗ đó ít bữa nữa mình lại nha. Ủa chỗ nào vậy? Sao tôi không nhớ hết trơn vậy? Là hay quên đúng không? Hay quên. Anh hỏi cái kêu ừ đẹp lắm mà lại quên. Rồi nhà con cái rồi một mình chỉ giữ hay anh có giữ phụ không? Có, bây giờ anh có giữ phụ. Thì họ là đưa đi học hay sao? Thì những công việc đó hồi trước là bà làm, chính vì vậy bà mới quà với anh đó. Ôi hấp dẫn dữ vậy. Sao em không làm đi, em cứ... Không, em ngồi em hỏi anh chứ em làm gì, biết làm gì giờ. Bụng bự bự ngồi niêm đồ ăn á, nhìn thấy hấp dẫn lắm luôn á. Thì em thấy không, những người mà đầu bếp giống như thầy mình hồi nãy em thấy không? Bụng cũng bự lắm em thấy hả? Vậy hả? À! Lâm à, anh xong của anh rồi đó Lâm à. Thơm rồi nha. Thơm chứ. Anh lấy cái nồi cá này sẽ bưng về anh cho chị Trâm ăn hay sao? Anh cũng nghĩ vậy. Bưng về anh vừa mở cửa phòng anh sẽ cầm nồi cá để nói với chị Trâm. Em ơi, dậy ăn. Anh ơi, chương trình có một cái thử thách rất là vui. Vui không? Thì đó chính là cái chương trình thử thách bạn đời. Nói chung là những cái thử thách để xem phản ứng người bạn đời của mình như thế nào. Thử thách chỉ mà anh chỉ sợ là bây giờ gọi cho chị xong cái chị nói ở kệ. Ai muốn làm gì ông làm, chuyện của ông tôi không cần biết. Gì mà đượm buồn vậy? Thì đó, gọi nhẹ nhàng vậy thôi chứ tiện liền. Anh không suy nghĩ luôn hả? Không suy nghĩ. Tất cả mọi người im lặng ạ. À. Heo con yêu ba. Ủa là bả là người thứ ba hả? Bả có rất là nhiều số điện thoại. À, em tưởng là trước là còn hai người khác chứ. Bài nhạc không cũng thấy buồn. Đó, buồn quá. Alo. 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 Sao kỳ vậy? Bé đang giận gì hay gì á? Đó, đang giận, bữa giờ đang giận mà. À, bé heo con yêu. Bà xã heo con yêu. À, bà xã heo con yêu. Đó, hai số điện thoại. Hai số cũng... Alo. Alo. Mẹ hả, đang ngủ hả? Cái vụ chiếc xe hơi bây giờ nó không có tiền đền cho mình, bây giờ mình tính sao? Trời, bạn em nó nổi lắm trời. Nhưng mà nếu vậy nó không có tiền đền rồi giờ mình tính sao? Mình tự xử luôn hay là... Mình đẩy vô bảo hiểm chứ sao? Đẩy vô bảo hiểm hả? Mình tự bù. Tự bù, nhưng mà bây giờ mẹ cho ba mượn tiền được không? Tại bữa giờ cũng chi phí nhiều quá, ba cũng hụt mất tiêu. Được không? Alo. Hiển đâu cho mượn trời. Vậy mẹ mượn ai được không? Ai vậy nợ cả đống đi mà nghe. Sao mẹ nợ cho mẹ không nói ba để ba trả? Có tiền trả hả? Có. Tiền sửa xe cũng có nữa đó. Anh quá tự nhiên cho mượn xe chi thiệt tịch. Vậy ba điện mẹ sao? Thiếu quá thì ba mượn mẹ nha. Nha. Tiền đâu mượn. Rồi, bye bye mẹ. Okay. Tắt liền luôn. Tắt liền luôn. Không mượn tiền cái ba im khoảng 5 nhịp ha. Là bà mới nói tiền đâu mà mượn. Đó. Mà có tiền mở quán. Có tiền mở quán. Đó, em ba chồng mượn tiền không cho. Mà cái dòng cũng đượm buồn á ha. Mệt mỏi á. Mệt mỏi cuộc sống này. Ê, bữa giờ bị mấy vố vậy rồi. Anh ơi xong chưa? Đang rụt. Em thấy là anh là có nghề nghe. Nghề chứ. Có nghề quá trời. Đó. Thôi đó, ngày nay mẹ em thẳng vô nè. Dạ chào.
Trời ơi, anh hay vậy. Sao em, sao em kỳ vậy? Nó mới chào thầy em không chào lắm. Không có. Bây giờ em thấy lại là em không chào thầy nữa. Ủa anh ơi, tại sao anh hớt tóc làm chi mà giờ anh đội cái nón làm chi vậy anh? Nó ý nghĩa gì? Gọi điện thoại là đang hớt tóc đúng không? Hớt tóc làm chi mà giờ đội cái nón vô? Thôi nãy giờ nãy tới đây luôn đi, đỡ mất công anh em thời gian không? Tụi em mới là mất lịch sự đó. Em vô chỗ này chỗ gì? Đầu bếp bếp. Đầu bếp bận đồ gì hả? Là đầu bếp hay là đi chơi, đi vũ trường? Đầu bếp ta phải như gì nè mới nghiêm chỉnh. Thấy chưa? Dạ em xin lỗi anh. Mới tôn trọng thiện được chứ. Chỉ hết trơn rồi. Chỉ hết trơn rồi. Chỉ hết trơn rồi. Mà tụi em làm được không? Thì đó, đang em mới làm cái này nè đó. Bây giờ là nãy thầy chỉ món canh chua rồi nhưng mà công thức nó nhiều quá thật sự em không nhớ nổi. Đó. Dạ. Không biết là ở nhà nấu canh chua, biết nấu canh chua không anh? Còn hơn, anh là số 1. Số 1 anh? Ở đời vợ con là số 1. Ở đời vợ con hả? Rồi em thấy là sáng là nấu nấu ăn cho vợ không? Không, sáng đi chợ đem về nhà. À anh đi chợ luôn. Thường thường là vợ cho nhiêu tiền đi chợ anh? Thí dụ như nấu nồi canh chua đều đưa anh 70. 70? À là mình nấu chay hả? Đâu có. Anh em chay hay nấu gì vậy? Đâu có. Còn thôi nghe tao phân tích nè, sao? Đầu cá lóc nó có bán đầu riêng nha. Đầu cá lóc mình mua cái đầu cá lóc về, nó làm sạch sẽ cho mình hết. Ruột mình ăn nè, xương mình ăn nè, còn hai bên gò má với dưới cái bụng cá lóc đó là vợ với con ăn. À là ổng ăn cái sọ con cá. Rồi, rồi bắt đầu mua ba gia vị này nè đó. Thí dụ này đâu có nhiêu tiền, mấy này đâu có nhiêu tiền cưng. Còn dư nhiêu mình bỏ túi. 70 ngàn anh mua một nồi canh chua 70 ngàn, hai người, ba người ăn. Bốn người, hai chồng hai đứa con. Hai đứa con. Em tưởng đâu chỉ có một đứa đang đi học và một đứa ở nhà ăn được ăn thôi mà anh. Em không nghe làm mới nói anh ăn cái sọ. Ăn cái sọ ăn cá không thưa. Em thấy cái túi anh nãy đâu rồi, cái túi thần kỳ của anh rồi. Túi thần kỳ anh cất rồi. Cái túi đó là ghê gớm. Cái túi Dino Demon nhỏ nhỏ nằm đây là túi gì chổng vậy? Đựng tiền, đựng đồ bông rái tay, đồ đồ cạo râu, đồ nhíp, đồ đó gì đó. Vậy hả? Nhíp đồ lâu lâu buồn nhổ anh. Mà anh buồn quá. Anh biết hai đứa em là đẹp rồi. Anh dọn từ sáng tới giờ luôn á. Sao vậy? Vẫn thấy gớm chứ không? Vẫn thấy gớm chứ không? Ông em thấy Lâm đẹp hơn, đẹp hơn hai anh em mình. Đúng rồi. Đây đẹp nhất, đây đẹp nhì, đây đẹp ba. Dạ không, có ông thầy gì nữa, ông đẹp bốn nha. Thầy đẹp hơn anh không? Thầy đẹp luôn. Thầy ngon, thầy đẹp hơn anh nhiều. Em ăn thầy chưa mà em biết thầy ngon. Thầy ngon tướng. Thôi bây giờ anh nấu đồ ăn đi. Thợ nấu canh chua, anh nấu canh chua đi. Nấu canh chua đi. Nói chung này nè, anh nấu nha. Được biết đi. Biết không á? Ngày xưa anh nhớ là khúc anh cua chỉ là cua thời nào anh nhớ không? Không có cua à, anh là người bị dụ đó cưng ơi. Vụ làm sao? Vụ làm sao? Vợ anh á, trai đẹp thì nhiều rồi. Nhưng mình thấy nhiều rồi. Trai lạ thì không trai có. Trai lạ thì không có. Mà trai độc lại càng hiếm nữa. Trong giới nghệ sĩ gọi là thú lạ. Trời, anh cắt này cho con em ăn hay sao? Cắt gì có miếng? Nhiêu đây vậy? Anh cắt vậy đúng rồi anh. Không chứ. Được. Ta cắt là cái khoanh á, khoanh em mới cắt gì. Đó. Còn cái này là em phải cắt tới đây. Bây giờ nè, anh muốn cắt khoanh hay cắt làm sao? Thì em thôi giờ em lỡ cắt rồi cắt cho đều đi. Vậy nhưng mà không? Em phải nhích ra đây miếng. À nghe thầy người ta nói không? Ở nhà anh có hay nấu ăn không? Nấu ăn không thiệt, anh nấu ăn không á. Lúc về thì anh đâu biết nấu gì đâu. Cái kêu anh vô bếp anh làm nè. Nè coi nè. Đó, nấu món này là phải nêm này. Này. Khi mà nó chỉ anh biết rồi cái nó đâu vô bếp nữa em. Anh cho em hỏi là ở nhà chị cái tật xấu gì không? Trời ơi quá trời xấu luôn. Đúng em rồi, kể nghe coi. Hồi đó chị dễ thương lắm anh nói nghe. Ngon ha. Nói đi ha. Nói chuyện người ta có xấu thì nói. Ê bạn này có chiếu lên. Không, không chiếu cái này mình chỉ nói chuyện vui vẻ thôi. Phải không? Đúng rồi. Không có phát. Không phát. Nội bộ thôi. Lúc kính. Không có phát. Lúc đầu về nhà đó thì êm dịu lắm. Êm dịu. Mình đâu có biết. Chưa có con mà. Đêm nào cũng nằm, cô ấy nằm nằm trên tay. Lúc đó không mỏi tay. Không mỏi tay em. Nằm cái tự nhiên có một đêm em. Sáng anh ước nhẹt đủ cái nách anh á. Cái có nghĩa là anh nói, ủa tối ngủ máy lạnh thường thường đâu có đổ mồ hôi nách. Đó, sao tự nhiên anh ngửi lên trời. Thúi quá vậy. Ra rồi cái phải thúi. Cái này không phải mồ hôi nách à. Cái này mùi gì đó. Cái anh, đó. Anh nói, em dậy đi. Anh khiêu. Cái ướt nhẹ, bà là bà ngủ bà hả hồng quá. Đó hả hồng nè. Mà vợ anh nằm ngủ thánh thiện lắm. Trời ơi vậy luôn anh. Thánh thiện lắm. Dễ thương vậy. Nội bộ là mấy bà vợ biết thôi. Không, anh ngái. Là chỉ là hả hồng nhẹ. Đúng rồi. Còn anh là ngái. Anh là ngái. Vậy hả? Anh ngái dữ không? Cũng được thôi. Mà sao anh biết mình ngái vô nhiều khi mình ngủ sao anh biết ngái được? Vợ anh. Vợ anh. Làm gì? Thu âm. Thu âm hả? Thu âm không quay phim? Nhục lắm thu âm. Vậy luôn à? Nó cái đợt mà lên cao trào nghe xong muốn mang nhục luôn. Rồi bà hay ghen được. Mỗi lần hai vợ chồng cự nữ nhau á là anh đi ra ngoài đường. Tiếng mấy sau cái anh quay về nhà. Quay ra uống ly cà phê anh quay về. Sao anh đi luôn?
nhà mình đó đó, vợ mình đó, con mình nó đi đâu. Cái dạng anh giờ đi đâu ai chứa. Giờ mình thấy giống cướp quá trời ai chứa. Vô thì em biết nhục lắm. Nhục lắm anh. Cửa thì đóng, đồ của anh thì để ngoài đường. Đồ của anh thì để ngoài đường. Để sẵn kèm theo tờ giấy nữa. Giấy gì anh? Nhớ đi luôn đừng quay lại. Trời ơi. Trời ơi phải giữ vậy hả anh? Rồi có cái anh mới núp. Anh núp sao nữa? Vừa mở cửa ra anh rút cái đầu vô nè. Đâu có đóng lại, đóng lại kẹt cái đầu chồng sao? Rồi nó chết sao? Không đóng được đóng đúng không? Ờ mà phát lo. Anh cứ coi như anh đang đi diễn gì đó. Lo thì đọc tên anh, còn anh vẫn chen vô. Để vô rồi bạn nói chuyện không hay bây giờ không, nữa. Anh đi lên lầu anh đóng cửa lên, nủ trong phòng á. Ở dưới này phát lên. Anh thanh lo. Ở trên thì nghe nhỏ 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 dễ ngủ lắm. Thì anh nói chung là cưng nâng như trứng hướng như qua. Cho nên phải được đằng chân lên đằng đầu. Thì đó, phụ nữ mà người ta thấy cưng cái người ta chồm từ từ, ta lấn từ từ, hình như đi huốt ra ngoài đường luôn. Em cũng bị gì luôn hả? Đâu trời, gia đình tụi mình là gia đình mẫu hệ mà, nói gì vậy? Bây giờ mỗi khi ra đường những cái cá nhân của anh là tiền của anh hay là tiền bà cho? Vợ đưa tiền đi, thí dụ đi xa mà đi xe bốn bánh đi tỉnh á thì đưa 1 triệu, dằn bóp nha. Dằn bóp hả? Có một câu sau nữa, về là đưa lợi 1 triệu này nha. Về là đưa lợi 1 triệu này nha. Vậy à, rồi đổ xăng làm sao? Đổ xăng thì đổ đầy. À, bà đổ đầy cho anh luôn. Đổ đầy cho anh. Sợ khi nhiều khi mình xin tiền đổ xăng ém. À. Khi nào mà cứ cãi cái lộn nào mà trận mình lớn, thiệt là lớn mình. Đúng. Ly dị rồi đó. Ly dị rồi giờ ở lại làm kết hôn lại. Ủa, cái gì kỳ vậy? Trận nó lớn nhất á. Cô ấy vô nhà thấy làm như trong nhà thiếu cây cột gì đó. Chống vắng à? Mình đàn ông mình có một cái ích kỷ này, khi lúc anh đang làm tiền ngon lành á thì anh cờ bạc à. À, anh giữ tiền đồ này kia hết đó, với có cái này mình không tính lòi ra những đứa con mình mới suy nghĩ, mình mới biết là cái đó mình rất bậy. Dạ. Bao nhiêu lâu mới quay trở lại anh? Mấy tháng? Tháng à. Dạ. Nhưng vẫn gặp uống cà phê thì vậy. Ừ, không phải anh cũng hồi đó anh cũng thoải mái lắm, nói chung anh lớn tuổi anh cũng mém ai, anh nói là em cứ thoải mái, có người em cứ quen. Dạ. Cứ tìm hiểu này kia, nhưng mà mình đâu có nghĩ trong tâm của người phụ nữ mà khi người ta có con với mình rồi, người ta cũng ớn bước thêm bước nữa. Đúng rồi. Bác còn tật xấu gì nữa không? Kèm nhầm nói dai lắm. Nói dai hả? À, nói khi nào mà anh đi vắng rồi thò hồi anh về lại. Bây giờ được có một cái là nhóc anh 4 tuổi. Ừ. Cưng không? Anh dạ. Vừa mở miệng mà nói chuyện gì nè. Ba mẹ đừng có cãi nhau nữa. Ờ, cái nó chạy vô trong cái vịn mẹ nó. Mẹ đừng có chửi ba nữa. Cái mẹ nó nói, nãy giờ ba mày chửi tao không, tao chửi rồi nào. Cái chạy nhà ba đừng có chửi mẹ. Trời ơi, nhờ cái anh nó mới vợ chồng hòa thuận đó. Con xin ba đó, mà chấp tay nha. Mà hai chồng anh im nghe, nó tự nó nói. Anh nói, ủa nãy giờ có ai nói gì đâu mà. Không có ai dạy ông không, mà ông lành vậy. Không có luôn. Vậy chắc nhà cãi lộn dữ lắm nè. Lâu lâu. Anh, ở chương trình mình có một cái thử thách rất là thú vị luôn. Bây giờ sẽ thử thách vợ của mình. Thì anh điện cho vợ anh để xem phản ứng của chị nhà như thế nào. Đừng có nói về tiền thì cái gì cũng ổn hết. Vậy hả? Ừ. Vậy nói về tiền đi. Vậy nói về tiền đi. À trời ơi. Anh nói về tiền đi, chỉ căng. Lấy điện thoại của em, anh nó bị mớp rớt điện thoại rồi. Rồi nó không bắt máy luôn rồi. Hiện tại nhà bà đang làm gì cái giờ này? Đang ở nhà. Ai vậy? Bạn em. Anh thấy gái anh hỏi ai vậy liền. Gần máu mà. Thấy con bé đẹp quá. Anh này bạn. Bạn em chứ đâu phải là gì đâu, bạn mà. Đúng không? Ai biết anh, sao anh? Cả đôi mai. Alo. Alo. Em hả anh à? Ờ, sao anh gọi số lạ vậy? Không phải. Cái điện thoại anh sao tự nhiên không có một túi anh. Anh định hỏi em coi điện thoại có nằm nhà không? Không, điện thoại làm gì có nằm nhà, nãy em đưa anh rồi mà. Đưa, em đưa anh hồi nào, em điện lại cái số đó coi, có điện thoại nó đang nằm đâu. Sao vậy? Không, anh hết trên, xuống xe tới đường quay không thấy cái điện thoại. Còn cái quần á? Quần thì còn vô viên quá. Hả? Rồi, ok. Ừ. Qua cái Zalo nha. Điện Zalo không có ai nghe máy không? Ừ. Đó. Ủa coi còn cái quần còn ba hề vậy luôn hả? Ừ. À, vợ chồng anh lưu số điện thoại thấy thương lắm. Lưu sao? Anh lưu nó cho cái, nó lưu anh cho được. Trời ơi. Nè, à cho cái, nó đó cho cái. À cho cái, im lặng, bị déo. Ê bà điện bị déo luôn rồi. Bị déo sao? Đó, xanh. Xanh là nghe đó. Nghe mà có bị déo hai mặt em không? Không biết, anh không biết em dòm nó phải không? Đúng rồi đó.
anh nhớ rồi, chắc bị rớt ở đâu rồi đó nha. Nói thật một xíu nha. Ừ. Alo, em điện chưa? Em điện chưa? Điện rồi, tắt máy không có gọi được. Trời ơi, vậy là rớt ở đâu rồi trời? Rớt thì sao người ta tắt máy? Cách ai đó lụm giùm mà thấy mặt anh thì người ta cũng trả thôi. Vậy hả? Rồi nếu như người ta không trả thì sao? Trả mua cái mới sao? Em mua cho anh cái mới hả Tiên? Đúng rồi. Trời ơi, yêu vợ quá. Vậy thôi anh cảm ơn em nhiều ha. Trời đất ơi, có bà vợ cưng vậy thôi chứ có chữ gì đâu, mất thì mua cái mới. Về nhà thấy mất thiệt mới nói chuyện, còn như vậy là nó vẫn tin anh, vẫn còn nói xạo nó ấy này kia. Vậy hả? Ừ. Anh Mèo với lại anh Thanh ơi, ở chương trình có một cái gọi là cái thử thách với những chiếc thẻ bài đáng yêu và tinh nghịch như thế này. Thì bây giờ nếu như anh bóc được cái thẻ bài nào và cái câu hỏi như nào thì anh phải trả lời, hoặc là tình huống nếu như xảy ra với cuộc đời của anh thì anh sẽ xử lý ra sao. Bóc cái đi, ai bóc trước? Mèo ha. Mèo bóc trước đi. Rồi, xin mời anh mở ra đọc. Hãy nói một bí mật mà bạn chưa bao giờ nói với vợ. Này, nói cho thật nhanh nha. Anh có một bí mật mà giờ nói ra kỳ không? Không sao, cái này trong group thôi mà. Tụi em đâu có nhiều chuyện đúng không? Không, tụi em không có nhiều chuyện. Hứa là hai đứa hứa. Không có nhiều chuyện nha. Hứa. Vợ anh nó phát lương anh tháng có 3 triệu, anh làm nhiêu mấy chục triệu không cũng phát có 3 triệu. Cái này là bí mật mà vợ anh không biết á. Thì đó, vợ anh phát anh 3 triệu anh biết mà. Sao cái 3 triệu này là vợ anh không biết nè? À, ý anh nói cái bầu rồi nó mới lội cái đuôi ra. Mua giấy số. Mua là 3 triệu giấy số? Không. Chứ nhiêu? Ngày 100 ngàn. Ủa là ngày nào không mua? Ngày nào không mua. Là tháng tốn 3 triệu tiền vé số. Ừ. Rồi mua số cái nào trúng không? Có một lần trúng an ủi đó. Được nhiêu? 200 mấy chục triệu, 5 tờ. Tiền anh có đưa cho mẹ bao? Trời ơi, đâu có thoát được. Người biết đầu tiên là anh điện vợ anh đi. Lâu chưa? Cũng lâu rồi, cái này cũng mấy tháng rồi. Anh Mèo biết anh Mèo? Có được mời đâu biết. Trời ơi, chán ghê, 200 mấy chục triệu mà anh không hú em. Anh chỉ nhìn được lúc đầu lúc sau là người khác giữ. Ai là người đi đổi? Anh ngồi đó, vợ anh ngồi đó rồi tiền nó đem lại. Hồi sao nó không ém luôn. Thấy lương tâm mình không được bị hai đứa con. Đức ghê. Rồi, anh Mèo, có sự thích của anh. Khi vợ giận, bạn thử năn nỉ hay hành động để xoa dịu vợ? Bây giờ chị Trâm bây giận nè. Anh sẽ có hành động dễ thương để xoa dịu ạ. Anh ôm vợ anh nhưng mà vợ anh gồng, nhưng bà không cho anh ôm. Lúc nào cũng vậy hả? Mày đừng ôm khúc trên, ôm khúc dưới. Ôm khúc dưới có gì đâu phê. Đúng không? Ủa vậy? Nó làm sao? Nó gồng là gì? Anh ôm, anh giận gồng đi. Đó, em muốn ôm vậy nè. Không, em nói là thôi vậy chồng cho nó đã, kiểu cho nó đã đó, hiểu không? Cái em sẽ có bà gồng tiếp. Cái anh em dễ ra vậy nè. Gồng tiếp, đó. Là gồng ngày nào hai chồng vui thôi. Xong rồi anh cảm thấy bất lực, mệt quá, không kể, không được thì thôi. Nhưng mà sáng sớm em có hung chân về. Trời ơi. Lòng bằng chân nha. Có nút đầu ngón cái không? Có nút đầu ngón cái luôn. Rồi, này giờ tới của em nha. Hãy nói câu tỏ tình lãng mạn nhất mà bạn nghĩ vợ mình sẽ khóc hả? Trời ơi, khóc thì chắc không khóc đâu. Em sẽ nói là nguyên một tuần có thứ hai, thứ ba, thứ tư, sáu, bảy, nhật. Không có thứ nhất. Bởi vì thứ nhất là Quỳnh Quỳnh rồi. Bởi vì thứ nhất là Quỳnh Quỳnh rồi. Trời ơi, hồi gì thấy cô. Em sẽ nói là vậy. Giờ sẽ có một cái phần rất là cũng đặc biệt. Cái phần thổ lộ cũng như là cái phần mà tình cảm mà từ trước giờ mình chưa có nói. Ba thì ba muốn nói với mẹ là mẹ muốn ba phải thay đổi để cho ba tốt hơn, để cho vợ chồng mình hạnh phúc hơn. Thì những cái đó thì mẹ cũng đã nói rồi. Mà thật sự ra thì mẹ cũng biết rồi đó, là ba cũng thay đổi rất là nhiều. Những cái câu chuyện trong vợ chồng mình nó chỉ gói gọn đến chuyện là cái sự vô tâm của ba đối với mẹ. Đã cũng có những lúc mà mẹ chán nản, ba cũng không muốn gặp mặt ba nữa. 2-3 tháng nay thì thật sự là ba và mẹ ít gặp nhau nhiều. Ít gặp đến nỗi mà nếu như bây giờ hai vợ chồng gặp nhau thì ba có thể tính được cái khoảng thời gian hai vợ chồng mình gặp nhau bao nhiêu, và hai vợ chồng mình ngồi nói chuyện được bao nhiêu. Nếu mẹ nhìn thấy được những cái sự thay đổi của ba thì mẹ hãy cho ba thêm một lần cơ hội nữa để ba thay đổi. Trong năm nay đó, ba có những cái cú sốc rất là lớn, thì chắc mẹ đã hiểu. Từ lúc em về sống với anh tới giờ,
anh chưa lo được cái gì hết. Những gì anh muốn tới giờ này anh chưa thực hiện được. Nhưng mà đối với vợ anh thì anh rất tôn trọng. Vì em hy sinh đủ thứ. Cái nghề của em yêu á là đạo diễn mà em cũng học đậu rồi. Rồi em cũng gác qua một bên để em ở nhà giữ hai đứa con cho anh đi làm. Mà về không hề than quán chút nào hết. Và ngoài cái đó ra thì anh cũng thú thật là hiện giờ trong trái tim anh là vợ và con anh là tất cả. Wow, một thời gian thì cuối cùng thì ba anh em chúng ta đã làm xong ba món ăn rất là hấp dẫn. Đó chính là món canh chua. Do ai nấu ạ? Cá lóc anh nấu. À, Nam hướng dẫn. Và món cá kho anh nấu. Và món đồ luộc của em. Hay quá. Sao mặt anh sượng trơn vậy? Vui á. Dạ. Mời người thầy vào và người thầy sẽ nếm thử cũng như là chấm điểm cho chúng ta nha. Dạ, mời thầy. Đâu đâu lấy cho nước canh trước ha. Trời ơi, rồi căng quá em. Trời chết rồi, sao mà thầy áp lực vậy? Áp lực quá thầy. Canh này nấu. Thanh nấu thầy. Dạ. Thầy nói thẳng chê đi. Nói thẳng đi, thầy cứ nói thẳng đi. Dở nha. Cho tôi mang nhục cơ. Dở nha thầy. Nói chung canh này vị nói chung là cũng được chứ không đến nỗi là phải dở. Là một tô canh chua. Không có phải bắt nam mình được. À. 9 điểm. Trời ơi. 9 là ok rồi. Còn là những người ở đợi vợ không á thầy ơi. Mặt nếm hai. Thôi thầy chấp. Cá kho thì nó phải mặn mặn. Chung là hai cái này là ngang tài. Nhau á. Rau thì xanh đẹp, vừa chín tới rất là đẹp ha. Ở trong sắp xếp cũng nhìn rất là đẹp. Khô quẹt rất ngon. Dạ cảm ơn thầy. Dạ cảm ơn thầy nhiều. Vậy như đây xin cảm ơn Hoàng Mèo cũng như là anh Tâm Thanh đã bỏ thời gian đến đây cũng như là chia sẻ những câu chuyện thật là thú vị. Bên cạnh đó cũng nấu những món ăn thật là ngon. Thì sau chương trình này chúng ta cùng ngồi lại cùng ăn những món ăn. Cảm ơn thầy rất là nhiều.